Hello các bạn, sẽ open ROM GSI là SOS 18.1 là GSI nhá các bạn. Cho con Galaxy A7 2018 này. Đầu tiên các bạn sẽ vào, đầu tiên thì các bạn, nếu các bạn đang ở trong ROM stock như này, ROM One UI thì các bạn One UI giao diện như này thì các bạn sẽ vào cài đặt nhá. Và rồi thông tin điện thoại này, các bạn vào thông tin phần mềm này. Và số hiệu bản tạo này. Các bạn ấn 7 lần cho mình nhá. 1 2 3 4 5 6 7. Ok. Ông đã bật này, các bạn sẽ quay lại này. Đấy nhá, ông sẽ vào cài đặt cho những người phát triển này. Ok, thì nó sẽ có một cái phần đó chính là mở khóa của em. Ở đây mình đã bật lên rồi, các bạn nào chưa bật các bạn sẽ bật lên và sau bạn sẽ ấn bật và sau đó nó sẽ xóa tất cả dữ liệu của bạn. Nó sẽ thiết lập lại và trong khi thiết lập các bạn sẽ bật lên wifi cho mình nhé. Ok, nó sẽ ghi là mở khóa của em, bố đã đưa ra từ mở khóa. Sau khi các bạn thiết lập xong vào lại cho tổ chức phát triển nó sẽ ghi như này nhé. Và ok, các bạn đầu tiên các bạn đảm bảo một điều kiện đầu tiên cho mình như này. Ok, thứ hai là các bạn cần phải đang ở trên Android 10 nhá. Đây, thứ hai các bạn cần đảm bảo trên Android 10 này. Ok, bản nào cũng được, cứ Android 10 là được nha các bạn nhé. Ok. Bây giờ các bạn đã ăn ăn unlock Brother rồi nhá. Ok, đây nó ghi như này là được, cứ như này là được nhé. Ok, bật lên nó ghi như này là được nha các bạn. Bây giờ bạn sẽ tắt nguồn lên, bạn sẽ cần tắt nguồn lên này. Ok, bây giờ bạn sẽ lên máy tính nhá. Và tải các cái file cần thiết cho mình. Mình sẽ nói các bạn những cái file này. Đầu tiên các bạn cần tải ở Odin. Thứ hai là cái file ROM bản vá bảo mật tháng tháng 10 các bạn ạ, 2020 thì các bạn mới có thể chạy vào TRP và BBRP, sau đó các bạn sẽ chạy GSI được. Chúng ta cần hạ về phiên bản đấy nhé. Bây giờ các bạn tải một này Odin này, cái firmware để các bạn cài đặt TRP và cài ROM GSI này, file GSI này, file magic này, file PBRP này, file TRP, file kernel này để chúng ta cài GSI nhé. Và là chúng ta tôi sẽ để mình sẽ để dưới mô tả nhé, các bạn chỉ phải tải về và làm theo thôi. Đầu tiên các bạn sẽ tự cài thủ công cái driver của con driver để nhận cái Odin này nhé các bạn. Các bạn tải về các bạn giải nén hết ra thôi, không có cái gì cả. Đầu tiên các bạn sẽ bạn cài driver trước xong rồi ok, bây giờ các bạn sẽ bấm điện thoại, các bạn sẽ bấm nút tăng nguồn với giảm âm lượng nhé. Nút tăng và nút giảm này, các bạn giữ này. Ok, bây giờ các bạn cắm sạc vào này. Bạn chờ nhá, các bạn giữ lâu à. Đấy, cắm sạc vào máy tính nhá. Ok, nó sẽ nhảy vào cái chế độ Warning này, tức là chế độ download mode của Samsung. Bây giờ bạn sẽ ấn tăng âm lượng nhá. Ok, nó đã ghi là downloading như này được. Các bạn sẽ để ý này. Các bạn để ý cái dòng này nhá. Các bạn để ý cái dòng này này. Cái dòng mà KG. Các bạn đợi mình chút. Là cái KG Start này này, nó phải ghi là checking như này mới được nhá các bạn nhá. Nó được cứ lấy nét vào cái máy tính. Ok, nó cũng phải ghi là checking như này mới được nhá các bạn nhá. Nếu ghi prenumber, bạn sẽ reset máy và làm lại từ đầu này. Ok. Nó cả hai với nữa cả hai cái RP lock với OM lock phải là off nhé các bạn nhé. Ok. Bây giờ bạn sẽ để mình sẽ để máy tính, các bạn sẽ vào chế độ download mode này. Các bạn cắm sạc vào máy tính. Cắm sạc vào máy tính nha các bạn. Các bạn sẽ để 0 ở đây, mình sẽ để 0 ở đây nhá các bạn. Mình sẽ để 0 ở đây. Cái này hơi khó chịu một chút nhưng mà các bạn vẫn có thể làm được. Bây giờ bạn sẽ mở Odin này, Odin 3 này này. Các bạn sẽ mở Odin này nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ phải chạy một cái firmware bản cũ của nó. Bây giờ các bạn sẽ bạn đây các bạn tải, các bạn sẽ phải tìm cái thư mục mà có chứa cái file ROM này, sẽ có cái BL AP CP CSC. Ok. Đầu tiên bạn sẽ chọn BL này. Các bạn sẽ tìm cái thư mục mà nó có chứa cái ROM mà mình nói các bạn đào ấy, cái firmware ấy. Firmware cũ để cho bạn bản vá cũ để nó có thể chạy. Ok, bạn sẽ bấm re, bạn sẽ bấm vào BL này, bạn sẽ chọn là BL nhé. Còn đối với bạn phải chọn BL này và bạn sẽ chọn ở đây là BL nhé. Ok. Và bạn cũng sẽ chọn là AP, AP như này. Cũng chọn là AP như này, bạn sẽ bấm CP như này cũng như này nhé, bạn sẽ bấm vào CP này. Ok. Ok, các bạn cứ bấm vào CP như thế. Cái CSC các bạn sẽ bấm vào cái CSC này hoặc là cái home CSC, cả hai này như nhau hết nha các bạn nhé. Các bạn sẽ bấm vào cái CSC này cũng được. Ok, mình sẽ bấm vào đây nhé.
Ok, hoạt động nó sẽ đứng một lúc. Với bạn sẽ bấm vào Start này. Ở đây bạn vào phần Option này, các bạn bật Auto Reboot đây nha. Các bạn vào phần Option này, các bạn bật Auto Reboot đây này. Ok, các bạn sẽ bấm về lông nha, về long nha. Ok, các bạn sẽ bấm Start này, bấm Start này. Các bạn sẽ bấm Start nha. Bây giờ máy sẽ chạy nha các bạn nha. Bạn đừng rút, đến nước này bạn đừng rút sạc nha các bạn nha. Bạn nhìn điện thoại nó sẽ có một cái dòng kẻ kia để các bạn, nó đang chạy, tức là nó đang chạy các bạn nhé. Bây giờ nó đang chạy system này, các bạn chơi nha, bạn đợi nhé. Samsung thì nó không khó như là Sony đâu, nhưng mà nó cũng hơi phức tạp đấy các bạn. GUI của nó khá là kén nha các bạn, khi nó sử dụng VNDK Lite thay vì VNDK bình thường. Con này gần như chúng ta không có một ROM custom nào, chúng ta chỉ có GUI thôi các bạn nhé. Còn máy mình chắc là ước mơ của game thì nó cũng biến mất rồi các bạn nha. Ok, trong khi chờ các bạn chờ chạy mình sẽ để ở đây các bạn nha. Bạn đừng rút cáp, đừng làm gì nha, nó mập cái này nó báo fail phát là cũng có thể đi máy nha. Cái phần system này các bạn nha, cái phần system này mà báo fail là cũng có thể đi máy ấy. SC Park thì mình cũng đang hình như mình cũng có test trên ROM đấy rồi, à, trên cái ROM GUI đấy rồi. Ok, cái SC này để đấy thôi. Rồi vẫn đang flash nha các bạn nha. Các bạn để ý này, cái máy điện thoại đừng có làm lỏng cáp nó cũng chết đấy nha các bạn nha. Đến system, nó đang chạy system này là bị lỏng cáp thì không sao, nhưng mà nó đến nó chạy đến cái đoạn là Sboot với Param với cái này là nó mà bị đứt tụt cáp là chỉ có toang thôi các bạn nha. Exynos thì mình nghĩ có thể nó sẽ không toang bằng, nhưng mà nếu các bạn gặp máy Qualcomm thì là đi luôn nha các bạn nha. Hoặc là máy Media, chạy MediaTek thì cũng đi luôn đấy. Mình đã từng phải bứt vỏ con G2 Prime vì cái lỗi bị tụt cáp này rồi. Bạn để ý điện thoại tí nó khắc khởi động lại các bạn nhé. Đó, cái đấy nó bấm pass là nó sẽ khởi động lại luôn. Đây đang radio này, ODM này các bạn nhé. Bạn chuẩn bị, bạn nhìn ở đây nó sẽ chuẩn bị nó khởi động ngay các bạn nhé. Mình dẫn úp từ A đến Z này. Ok, nó khởi động lại này các bạn. Ok, nó báo pass rồi, các bạn sẽ chờ điện thoại lên nhé. Đây, Samsung A7 đây các bạn chờ nhé. Đây, installing system update này, ok nó thôi, không sao đâu. Đấy, ok, khởi động lại. Mình sẽ chờ nó lên nhé. Bạn sẽ chờ nó lên nhé, mình sẽ cắt bỏ cái đoạn này, nó chờ nó lên này. Ok, đấy các bạn chờ nó boot lên thôi. Ok, nó đang lên đến cái đoạn là khởi động Android này nhé. Đây các bạn, nó đang khởi động Android này. Bạn chờ tí nữa, đấy, ok, bây giờ bạn sẽ thiết lập nhé. Khi các bạn thiết lập, các bạn sẽ phải bắt buộc phải kết nối wifi cho mình. Các bạn ấn Start này, các bạn bấm đồng ý hết này. Bây giờ các bạn khi thiết lập, các bạn phải bắt buộc phải kết nối wifi, hoặc là bạn có 4G các bạn phải kết nối nhá. Các bạn sẽ bắt wifi nhá. Chúng ta không được ngắt kết nối wifi khi chúng ta setup, bởi vì nếu chúng ta ngắt thì nó sẽ không có cái OM unlock nha các bạn. Và nó sẽ bị cái KG state nó ghi là pre-normal. Ok, các bạn sẽ chờ nào. Bây giờ bạn sẽ bấm tiếp theo này. Đang kết nối và đang kiểm tra cập nhật, các bạn kệ nó nhá. Nó không cài đặt được đâu, nó chỉ cài đặt được cái Google Service thôi. Không xin nhê đâu các bạn nhá, không xin nhê đâu. Nó chỉ là cài đặt update thôi. Không có một cái gì không có cái gì nó gọi là đáng để nói cả. Bạn để mình sẽ tua nhanh qua nhá. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ qua thôi.
sao chép mà không sao chép này. Tất nhiên chúng ta chả làm sao chép làm cái gì cả. Mấy cái dữ liệu này nếu các bạn là quan trọng thì mới sao chép thôi. Mà bây giờ chúng ta út do chúng ta phải cho phép làm cái gì cả. Ok, chờ tí nha các bạn. Chúng ta không cần đăng nhập được cái gì cả. Chúng ta đăng nhập vào cũng được, không sao. Ai đăng nhập cũng được, như nào cũng được, nói chung cứ xong setup vào được. Mình sẽ bỏ qua thôi. Chứ giờ đăng nhập thì đến bao giờ thì chúng ta mới cài ROM được. Bạn đừng tắt vị trí nhé, bạn để im đấy nhá. Mà thôi chấp nhận thôi. Các bạn sẽ bỏ qua này. Thì mình bấm nhầm rồi. Ấm bỏ qua nhá. Thì nó sẽ đề xuất một cái ứng dụng của Việt Nam này. Bạn nhìn nhá. Khoan kệ những người nói ở dưới nhà, ở đây nhà mình hơi ồn. Anh em vẫn đang thêm các thao tác hoàn thiện này, khoan đợi một chút. À, các bạn nha, đừng quan tâm cái lời nói ở dưới nha các bạn nha. Bởi vì đấy là những người hàng xóm mình qua nói chuyện thôi. Ok, không có gì cả. Khoan chờ tiếp nha, nó khá là lâu đấy. Ok, bây giờ nó sẽ bảo cho cái ứng dụng Việt Nam, bạn bỏ cứ ấn nó tiếp tục nha, bạn đừng có hủy đi. Không nó lại không hiện OM unlock nữa, là chỉ có chia sẻ thôi. Đây, Việt Nam Live Sticker. Cứ ấn tiếp theo đó các bạn. Ok, lại còn Samsung là cao nữa, chúng ta sẽ bỏ qua nốt. One UI rất là tệ. Ấn hoàn tất này. Ok, đầu tiên mình nó sẽ vào cài đặt nhá. Bạn vút vào đây cho nhanh các bạn nhá. Bấm vào cài đặt đây. Ok. Nó sẽ vào cài đặt luôn. Chúng ta sẽ vào trong nó sẽ vào luôn trong thông tin điện thoại. Bạn sẽ vào thông tin phần mềm, bạn ấn lại cho dữ liệu bạn tạo này. Đây các bạn để ý nhá. Nó phải ghi là 1 tháng Ôi chết rồi các bạn ơi. Mình úp gần ROM rồi. Các bạn sẽ tua lại nhá. Bây giờ các bạn sẽ phải chạy cái ROM này này. Cái ROM FAT này mới là đúng này. Cái ROM là CTK này mới là đúng này. Ôi dồi ôi, mình nhầm ROM rồi. Bảo sao nó lạ thế. Ok, bây giờ các bạn sẽ tắt nguồn đi này. Các bạn sẽ úp lại thôi, như Odin này thôi. Ôi dồi ôi, mình sẽ bỏ qua nhá các bạn. Các bạn sẽ chạy cái ROM CTK này. Ok. Mình sẽ, các bạn chạy y như trong Odin như này thôi. Cũng A, cũng BL, AP, CP, CSC thôi. Không có gì cả. ROM mình sẽ để dưới mô tả, bạn sẽ tải ROM này nhé, bạn đừng tải ROM FAT 2 nhé. Còn cái gì đấy các bạn nhé. Ok. Ok, mình sẽ tua video nhé. Ok, mình đang úp lại cái ROM FAT vừa nãy nha. Các bạn sẽ úp theo cái ROM mình sẽ để trong mô tả các bạn. Không, bạn úp như cái cách mà bạn vừa nãy mình vừa chỉ thôi, cũng y như vậy, không khác cái gì cả. FAT nhé, cái ROM FAT này. ROM FAT không phải FAT 2 nhé. Ok. Bạn sẽ chờ thôi, bạn sẽ úp lại như này. Không sao cả, nếu bạn úp rồi thì không cần làm theo nữa nhá. Ok, mình sẽ tua video cho đến khi mình sẽ thiết lập lại nhá. Thiết lập xong rồi các bạn sẽ mình sẽ quay tiếp. Ok bạn, mình đã chạy đúng đúng cái ROM rồi. Bây giờ bạn sẽ vào cài đặt này. Bạn sẽ vào thông tin điện thoại nhá, các bạn vào thông tin phần mềm này. Đấy, nó ghi là mùng 1 tháng 12 2020 này mới là đúng nha các bạn nhá. Phải là cái ROM cấp vá lỗi là mùng 1 tháng 12 này. Là cái ROM FAT này nha các bạn, ROM FAT mình sẽ để dưới mô tả, các bạn chạy như vừa nãy cũng được. Là được rồi. Android 10 như bình thường thôi. Bây giờ bạn sẽ vào chỗ màn hình này, các bạn chỉnh về chế độ tối nha. Bạn bật lên này. Cái này thực sự nó không liên quan lắm các bạn ạ. Bây giờ bạn sẽ vào thông tin phần mềm, bạn số hiệu bản táo bấm vào 7 lần nha. Bấm vào 2 lần nó sẽ là 1, 4 bước này. Các bạn bấm vào rồi đã bật chế độ nhà phát triển là được. Nhưng mà sẽ quay lại này. Nó sẽ bấm vào cái này cho nhà phát triển này. Bây giờ ở đây nó sẽ không có OEM nhé. Thì các bạn sẽ lên Google Samsung thêm này. Mình có đủ kiểu rồi. Samsung các bạn sẽ lên Samsung thêm nhé. Các bạn thêm này. Các bạn bấm tiếp lựa chọn tiếp thị và ấn tiếp tục nhé. Các bạn bấm đồng ý và cập nhật. Thế thôi, không có cái gì cả. Nó đồng ý đây. Bây giờ các bạn sẽ phải, nó sẽ bắt nó cập nhật này. Nó sẽ bắt cập nhật này. Đấy, ok, các bạn cập nhật này. Cập nhật. Ok nhé. Cái này chắc là ở máy tính, nhạo cũng được, không sao cả.
bạn phải cập nhật Galaxy Store, Galaxy Store với lại cái Galaxy Store nhé, cập nhật Galaxy thêm nhé. Mình không biết là nó sẽ có hiện lại OEM unlock không, nhưng mà không nó sẽ khởi động lại máy thế thôi. Nếu nó không hiện nữa thì nó sẽ có cái mẹo khác, không quá khó, đơn giản. Nói chung các bạn cần treo trong máy trong One UI khoảng 5 phút nhé. Bây giờ nó sẽ phải vào lại chuyển để nó xem có OEM chưa. Chưa có, ok các bạn, các bạn cứ treo ở đây 5 phút như này nha các bạn. Ok, nó đã cài đặt rồi. Mình sẽ lau điện thoại này. Ok. Cái màn hình nó cũng toang rồi các bạn nhé. Vào lại Galaxy thêm nhé. Mình theo mình cái cách mình biết được là như vậy. Mình không rõ là nó có hiệu quả hay không. Dễ treo như này, kệ nó thôi các bạn. Còn dưới này vào thêm này. Không có gì thay đổi đâu các bạn, nó vẫn không hiện lên các bạn, không biết tại sao vậy. Nó sẽ treo ở cái giao diện này, các bạn sẽ để thời gian tắt màn hình tầm khoảng 5 phút. Tầm 5 phút nha các bạn nha. Và bạn sẽ treo cái màn hình này trong khoảng 5 phút nha các bạn. Không có nghĩ, có lẽ mình nghĩ tầm khoảng 3 phút là được là đủ rồi, chứ không cần phải 5 phút đâu. Đóng tất cả nha các bạn nhé, đóng tất cả. Mình sẽ khoảng một thời gian ngắn là được rồi. Đấy, ok các bạn nhé. Đấy các bạn nhé. Đấy, các bạn chờ khoảng một tí rồi. Các bạn đừng tắt vội, đừng có vội tắt máy nha, là nó sẽ bị lỗi tiếp đấy. Ok. Đấy các bạn, nó sẽ ghi là mở khóa OEM này. Đấy các bạn, mình nói thẳng luôn là các bạn chờ một tí nó sẽ hiện ngay là đây. Mở khóa OEM. Ok. Ok, bây giờ bạn sẽ tắt nguồn đây này. Bây giờ hiện cái này là mọi thứ đơn giản rồi nha các bạn nha. Là cái chỗ dòng KG state ở trong chế độ download mode ấy. Nó sẽ hiện là checking ngay. Nó sẽ tắt nguồn đây này. Ở với cái máy này sẽ không có RMM ấy, chúng ta có thể thoải mái platform được không sao cả. Nhưng mà vấn đề là con này khá là ít development các bạn nha. Nếu cái máy này mà phổ biến trên, nếu mà nó được bán phổ biến thì mình nghĩ là sẽ có rất là nhiều ROM ấy. Các bạn sẽ cắm nguồn với nguồn dự cắm nguồn cắm sạc và máy tính và chúng ta giữ hai nguồn tăng giảm âm lượng nhé. Đây khi có cái đấy thì mọi thứ đều đơn giản thôi các bạn nhé. Bạn sẽ bấm tăng âm lượng này đây. Ok các bạn nha, nó đã ghi là checking rồi nha các bạn nha, phải checking như này mới đúng này. Ok nha, FRP lock off này, FRP OEM lock là off nha. Các bạn phải đảm bảo cho mình OEM lock và FRP lock đều là off. Okay, cái máy thì nó cứ thích phải là checking như này nha các bạn nha. Và FRP lock off, OEM lock off này. Bây giờ bạn sẽ bắt ở Odin thì bạn sẽ bấm reset nha. Nếu nó mà báo fail các bạn hoặc mà các bạn chạy bị fail các bạn chạy lại các bạn, nếu nó báo pass như này rồi thì bạn bấm reset này. Ok, bây giờ nó sẽ reset về ban đầu hết. Bây giờ nó sẽ chọn thử một AP nha. Bây giờ nó sẽ đầu tiên nó sẽ chọn vào file, mình sẽ vào cái file và các bạn sẽ tìm cái file cái thư mục mà chứa các cái file mình đã chỉ cho các bạn nhé. Ở đây máy mình nó sẽ khác là cái chắc rồi. Đây các bạn sẽ có thể chạy pbrp và tprp. Mình sẽ chạy pbrp nhé, các bạn sẽ chạy cái file pbrp này. Đây các bạn nhá. Đâu còn đây một chút. Cái file này mình sẽ để ở dưới mô tả nhé, các bạn chỉ việc lấy ra tải thôi. À, các bạn lấy ra chạy thôi. Đây nha các bạn nhá. Cái file pbrp này. Các bạn sẽ ấn open nhé. Các bạn sẽ vào option như này, tắt auto reboot nếu mà nó chưa tắt nha. Ok, bạn sẽ bấm start này. Ok, các bạn nhờ chờ này. Đấy, ok, các bạn nhìn nha, nó báo pass là được này, pass là ok này. Nó không được báo cái dòng đỏ ở trên cái dưới này, nó mới là được nha các bạn nha. Nếu mà nó không để không bị cái đấy, các bạn phải là cái nếu mà để nó không bị cái dòng đỏ ở dưới này, các bạn sẽ phải đảm bảo là checking nha các bạn nha, là cái này là checking nhá. Bây giờ các bạn sẽ giữ nguồn với nó giảm lượng nha trong vòng 7 giây.
Nói chung bạn giữ lúc nó vừa đen, bạn phải làm ngay lập tức, nhưng bạn nếu không bạn sẽ phải làm lại cái bước này. Bây giờ bạn sẽ giữ này, đen xì phát này, đen xì phát các bạn ấn tăng âm lượng này. Đấy, ok, lên logo bạn thả ra nhá. Đấy như này, bạn làm như này nhá. Tăng âm lượng này, lên logo bạn thả ra, thả nó nguồn ra luôn nhá. Đấy ok, nó sẽ vào recovery BBRP. Ok. Đến bước này bạn sẽ bấm kéo như này. Rồi ấn console sẽ bị lỗi mã hóa. Bây giờ chúng ta sẽ phải phải format data. Bây giờ đầu tiên bạn sẽ bấm một while này, gọi bấm vào format data này. Hợp nhập chữ yes như này, bạn sẽ bấm vào cái dấu tích này, nó giống như Android bình thường thôi, nhưng mà thật ra nó là recovery. Ok, bây giờ bạn sẽ vào mouse này, gọi bấm vào system nhé. Mục đích để làm gì? Để cho chúng ta không, để khi chúng ta khởi động lại, giả sử như chúng ta có vào lại OneUI thì nó cũng không bị thay đổi, thay thế bằng recovery gốc của nó. Ok, bây giờ bạn sẽ vào Advanced này, bạn sẽ back ra ngoài bằng cái nút điều khiển của nó nha. Bạn ấn là Advanced này, bạn ấn là File Manager này. Bây giờ sẽ kéo xuống dưới, các bạn chọn là System nhé. Bạn sẽ kéo xuống dưới, nó sẽ có cái file Rico, bạn sẽ đợi một chút. Ok, recovery.boot from boot.p, bạn sẽ bấm vào, bạn bấm delete Swipe. Ok, đấy, ok, bây giờ bạn sẽ bấm vào đây, bạn nguồn này, hoặc các bạn giữ nguồn này. Bạn giữ nguồn nhé, bạn sẽ bấm vào recovery. Bây giờ ta sẽ đến cái sắp đến cái công đoạn cho flash zone rồi các bạn nhé. Ok, nó sẽ vào lại PBRP như này. Bây giờ chúng ta sẽ kéo qua như này nha. Ok, ok, bây giờ chúng ta sẽ cắm sạc vào máy tính nha. Rồi, Samsung thì nó khá là dễ, không như Sony lắm, nó không khó như là Sony lắm, nhưng mà vẫn tạo độ khó cho các bạn nha. Samsung nó vẫn tạo độ khó cho các bạn bằng cách nó sẽ chặn OEM unlock trên một số máy chạy Snapdragon. Ok, bây giờ các bạn sẽ chạy theo mình nha. Bây giờ các bạn sẽ vào trong cái chỗ mà các bạn tải bốn cái file, những cái file này cho mình. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tải ROM GSI. Đầu tiên các bạn sẽ phải có cái Quantum, mình các bạn sẽ cái file Quantum mình sẽ để dưới mô tả nhá. Nó ghi là A750S nhưng thực tế là A750GL hay cái A750G nó vẫn chạy nha các bạn nhá. Đây các bạn sẽ copy này. Bạn sẽ giữ copy 1 này, 2 này, đây magic nha. Và file lightos18.1, cái file img sẽ để dưới mô tả nhé. Các bạn copy ba cái file này, bạn ấn chuột phải copy, bạn sẽ copy vào bộ nhà máy nha, Galaxy A7 internal storage này, bạn sẽ ấn vào chuột phải và paste. Lý do tại sao mình lại sử dụng PBRP, bởi vì các bạn biết rồi đấy, à các bạn biết thì các bạn, chắc các bạn cũng không biết đâu, nhưng mà các bạn, nếu các bạn biết thì các bạn sẽ hiểu. Mình sẽ nói luôn, thôi mình sẽ nói luôn là bởi vì PBRP trên con A750 này nó sẽ không cắm, nó sẽ không nhận cái ổ, không nhận máy tính, nó sẽ không nhận cái Samsung này đâu các bạn nhá. Để chúng ta copy vào ROM vào đấy thì chúng ta phải dùng thẻ nhớ. Mà dùng thẻ nhớ thì ở đây mình không có thẻ nhớ các bạn, thế nên mình, các bạn sẽ khuyên các bạn nên dùng PBRP, Bit Black Recovery Project. Ok, thực tế là nó vẫn biết trên LightOS, vẫn biết trên PBRP thôi, nhưng mà thực tế mà nó không bị lỗi như là PBRP các bạn nhé. Con này nó chỉ có PBRP bản 3.2 nhưng mà nó lại 3.2 này nó lại bị lỗi là lỗi bộ nhớ rồi, không nhận là máy tính nha các bạn nhé, không nhận MTP. Và cái ROM lại USB này thì theo mình đã trải nghiệm thì mình thấy có một hai lỗi đặc trưng nhất mà chúng ta gần như chúng ta không thể fix được luôn. Đầu tiên là cái lỗi mà lỗi Von LTE, chúng ta không sử dụng được cái công nghệ Von LTE gọi qua 4G trên con máy này. Thứ hai là nó lại có một cái lỗi đó chính chúng ta không bật nguồn được khi chúng ta đã tắt nguồn, thì lát sau cài ROM xong mình sẽ cho bạn xem. Thứ ba là cái lỗi mà khi các bạn kết nối một cái TV ấy, khi các bạn đang chuyển màn hình lên một cái thiết bị khác, hoặc là bạn đang kết nối TV mà các bạn bật gọi Bluetooth thì nó sẽ không có tiếng đâu các bạn nhé, sẽ không có tiếng, cái này không có cách nào fix cả. Ok, các bạn đợi một chút nhé, các bạn đợi nó copy nhé, xong mình sẽ hướng dẫn các bạn hết từ A đến Z luôn. Flash Magic nha các bạn nha, không có gì cả. Ok, còn Magic này các bạn, Quantum này, Quantum Pack này. Ok các bạn nha, bây giờ bạn sẽ copy xong cả 3, 1, 2, 3. Và bộ nhớ bây giờ bạn sẽ quay lại điện thoại này, con sẽ bấm cái ROM này đã có GA sẵn rồi nha các bạn nha. Đây ok, không có Google Service Set Play các thứ rồi. Bây giờ bạn sẽ chọn hoạt động một chút. Cái máy này nó hơi khó lấy nét.
Ôi rồi nó mất led liên tục đâu bạn nha. Nó cứ lấy nét với cái máy ở bên cạnh ấy các bạn, khá là chán luôn. Ok các bạn ơi, bạn sẽ chọn file Lightit 18 Quantum này. Bạn sẽ chạy Lightit này. Để mình nhớ lại đã. Bây giờ nó sẽ chạy Lightit chưa nha các bạn nha. Lightit này, bạn sẽ bấm vào Install, bạn bấm vào Install đây nha. Bạn bấm vào Lightit này. 18.1 này, BGS này, các bạn bấm vào này, các bạn sẽ bấm vào System Email nhá. Ok, và sẽ bạn đừng chọn vào vendor này là bạn phải chạy lại ROM qua Udin đấy. Mình sẽ kéo con này. Bạn chờ nó flash nhá, các bạn chờ nó chạy ở dưới này này, các bạn nhá, chờ nó chạy đến đây là ok này. Cái máy này nó cũng khá là tã rồi các bạn nhá, bạn nhìn này. Đây, mình cũng chỉ test game Simpack thôi, mình chỉ bởi vì mình không gỡ One UI được, mặc dù là nhiều cái khá là cutie đấy nhưng mà thật sự mình không gỡ được. Đây các bạn nhé, máy đã lát như này rồi, mình chỉ làm video được cả một vài video nữa là máy sẽ hỏng các bạn nhé. Và mình cũng không có một tí tiền nào để mình thay màn hình con máy này cả, máy yếu rồi không phải máy khỏe nữa. Ok, flash xong rồi các bạn sẽ nó ghi là Finish này, là các bạn sẽ bấm back này, bạn sẽ bấm back tiếp nha, back ở đây nha các bạn nha. Okay, bạn đừng chút cái máy quay rất là khó lên nét các bạn nha, mà dù là XZ2 đấy các bạn nha. Quantum này, mình đang quay bằng XZ2. Quantum này, bạn sẽ kéo qua như này nhé. Mình làm nhanh được, cái máy cũng sắp hết bộ nhớ rồi. Applicanel này các bạn, đấy bắt này các bạn sẽ quay lại này. Bạn flash thêm Magic nữa nha. Ấn quay này, đấy, ấn swipe này. Đấy, các bạn chờ nhé. Bạn sẽ chờ nhé. Đây nó đang pass VB meta ở trong boot, phần boot này. Không có gì cả. Ok bây giờ chúng ta sẽ bấm reboot, bạn sẽ vào bạn sẽ bấm nguồn và bạn bấm reboot system. Ok. Nó sẽ chờ lên thôi, chả có gì cả. Nếu nó không lên thì mình sẽ tìm cách khác để fix nhá. Nhưng mà mình làm cái kiểu gì nó cũng phải lên rồi. Bây giờ sẽ lên, bạn đợi nó sẽ lên lô lại này. Mình sẽ quay video trong thời gian có hạn rồi, máy bộ nhớ mình sắp hết rồi. Chỉ còn 2 GB mốt thôi. Đây nha các bạn, mình sẽ chờ nó lên. Bởi mình sẽ cắt giảm ok đây đang boot này các bạn chờ nha. Mình sẽ không cắt giảm thời gian bởi vì máy mình nó đang gần hết bộ nhớ rồi. Bởi vì máy mình chứa Genshin mà. Mà chứa Genshin thì bộ nhớ rất nhiều. Nên mình nó vẫn đang boot nha các bạn nhé. Mình sẽ dừng video bao giờ nó lên cái phần màn hình của lại mình sẽ quay tiếp nha. Ở đây mình xin lỗi các bạn vì bộ nhóm mình sắp hết rồi. Mình chứa Genshin nhiều quá mình không thể bỏ xóa bỏ nó được. Mặc dù mình bảo mình không chơi đâu nhưng mà AR45 bọn bạn hiểu là ok. Mình vừa vừa nói được mấy câu đã lên rồi. Rồi ta sẽ chọn ngôn ngữ nha, mình sẽ chọn tiếng Việt. Bạn nào chọn tiếng Anh cũng được, như nào cũng được. Bạn thích, ok bây giờ bạn sẽ bấm bắt đầu rồi, chả có gì cả. Mình sẽ không cần thiết lập mạng nữa, cái lúc này là đang chạy ROM custom nữa là chả cần mạng làm cái gì cả. Mình sẽ cái mạng cách fit luôn, fit Bluetooth. Ấn xem thêm này, ấn tiếp tục này, chấp nhận này. Bỏ qua nhá. Đây, chúng ta làm gì cũng được. Nói chung bây giờ đến lúc này nó sẽ up lung tung cũng được. Đấy, đấy, lại SOS rồi nhá các bạn nhá. Ok, lại SOS 18.1 GSI. Đầu tiên là nó sẽ hơi khựng một chút và sẽ vào cài đặt này. Việc đầu tiên chúng ta sẽ phải chỉnh một số thứ. ROM này hình như là không có PH trouble rồi. Không sao cả các bạn nhé. Không sao các bạn nhé. Ok, cái ROM này sẽ không có Von LTE nhé các bạn nhé. Đầu tiên ROM này không có Von LTE. Đây chúng ta sẽ không tìm thấy một Von LTE nào ở trong trong này được nhé các bạn nhé. Trong này không có Von LTE này. Cái ROM này hình như cũng không có PH trouble mà cũng không sao các bạn nhé. Cái của PH Usun mà các bạn. Nó sẽ ấn cho thằng ROM này đầu tiên là nó sẽ không hoạt động con LTE nhé. Thứ hai là sạc ngoại tiến. Ok thì mình sẽ cho bạn xem đây, không không bật được con LTE, không không bật được đã cấp phép này. Ok nhưng mà mọi thứ khác thì ok, các bạn mình đã thử hết rồi, hai sim hai sóng ok bình thường, camera hoạt động bình thường các bạn nhé.
Khi up ROM thì nó sẽ có bung rồi, nhưng mà quan trọng là máy nào nhiều bung hay là ít bung thôi. Ok đấy các bạn nha, cam sau hoạt động bình thường này. Cắm cho mình xem, để đây mình sẽ chụp một bức nha. Ok. Đấy, ok. Ok, mình đã chụp được một bức ở trên cam trước này các bạn nha. Cam trước hoạt động bình thường nha. Còn các bạn muốn dùng hai nhiều cam, các bạn có thể dùng G cam hoặc là open camera nhá. Bây giờ bạn sẽ tắt nguồn này, mình sẽ tắt nguồn, mình cho bạn xem cái lỗi để các bạn có thể biết cách khắc phục nhá. Đấy, các bạn có thể biết và các bạn sẽ biết cách để cho nó không, để quen dần, làm quen dần cái lỗi đấy các bạn nhá. Thì cái lỗi đấy nó cũng chỉ đơn giản thôi các bạn nhá, nó chỉ đơn giản là như này thôi các bạn. Chờ đợi mình chút này, mình cắm sạc vào này. Nó chỉ đơn giản là khi các bạn tắt nguồn, nó cắm sạc là nó sẽ không lên nguồn được rồi. À, nó sẽ không bật nguồn được bằng nút nguồn này thôi. Đây các bạn sẽ chờ này, nó sẽ lên cái quả pin này các bạn nhé. Tức là nó ở đây, các bạn sẽ không bật nguồn được ở đây nha các bạn nha. Tức là bạn giữ nút nguồn, nó không lên. Đấy, nó không lên được nha các bạn nha. Thế để bật nguồn được, chúng ta phải giữ nút nguồn với nút giảm lượng trong vòng 15-20 giây. Thôi khi mà máy rung thì thôi. Thôi khi nào máy rung thì thôi. À không, các bạn sẽ phải rút sạc và các bạn tự bật nguồn, giữ nguồn giảm lượng để cho nó bật tự động bật nguồn lại nha các bạn nha. Nguồn mới giảm lượng này. Quên đấy, ok. Là sẽ lên như bình thường, không có gì cả. Con này mình đã test rồi, game khá là ổn nha các bạn nha. Ok, cảm ơn xem video nhá. À thôi, mình đợi đợi chút cho nó lên nguồn đã, rồi mình sẽ làm video, à mình sẽ giới thiệu một chút xong rồi mình sẽ dừng video. Ôi, cái con Samsung này thật sự rất là hiếm do chúng ta không có một ROM custom flexible zip nào giống như các đàn em của nó. Bởi ta nó làm rất ít ROM luôn. Ok nhá các bạn nha. Đấy, ok, là SOS đàn em. Đây nha các bạn nha, nó hơi khựng một chút là được, là điều bình thường. Đây nó sẽ hiện cái pH trouble này. Bạn sẽ vào đây. Bạn sẽ vào đây, bạn sẽ vào mid này, mid này. Mid feature này. Bạn sẽ vào đây nhá. Fog disable AHDP upload này các bạn, là ok. Xong rồi, chúng ta thoát ra thế thôi. Là các bạn sẽ có thể dùng Bluetooth được. Ok nha các bạn nha. Hiện tại đây là ROM Lite OS BGS A750 chạy kernel V2.5 Quantum Quake 118.1 năm hai ngày 15 tháng 7 2022. Ok, cảm ơn đã xem video nhé. Ok, chúc các bạn úp được nếu bạn có máy thế thôi. Mình biết thường là súp kênh mình là đa số là Sony rồi chứ không phải là Samsung này đâu các bạn nha, nên chắc là người nước ngoài người ta tìm thấy rồi. Ok, cảm ơn đã xem video nhé. Các bạn nào có nhu cầu úp thì các bạn hãy úp theo nhé. Đấy, Magic này cũng có Magic, các bạn sẽ cài đặt như bình thường, chẳng có gì cả. Magic nó sẽ bình thường hết, không có một cái lỗi gì các bạn nha, trừ One LTE và cái lỗi sạc nhanh đấy và cái lỗi không gọi được Bluetooth qua khi truyền màn hình thôi, chỉ có thế thôi. Mình đã thử rồi nhá, lỗi vặt thì cũng có thể có nhưng mà ít nhau. Ok, cảm ơn đã xem video.